Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh LTK Bonsai sẽ đến chỗ anh Bình ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long và có review số cây và có báo giá trực tiếp luôn nha bà con. Rồi chào anh Bình, Bình ơi. Dạ chào anh, chào tất cả bà con. Thì hôm nay em cũng đem về được lô mai mai dảo ưng hột. Hôm nay cũng hơi nhiều thôi, em bán một lần một cặp. Đầu tiên cái số 1 đi ha. Đọc số điện thoại số điện thoại của em là 076 721 6659. Số đó cũng là số Zalo của em luôn. Dạ. Cái này là cặp số 1 ha anh. Dạ. Này mai dảo không ha? Mai dảo. Cái chiều cao thử anh. Chiều cao đó 19. Bề hoành nó 11,5. Cây này bề cao nó cũng 19 luôn. Bề hoành nó 13,5. Cái cụm nó 22 dư. Dạ. Cái số 1 này giá như anh. Dạ cặp số 1 này em vô lưu giá 1,8 triệu. Dạ. Bao ship cho anh. Dạ bao ship. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi cặp số 2. Cho nó muốn nhảy xuống không à. Rồi cái này là cặp số 2 nha bà con. Em lựa cũng cân đối không à. Giờ mình hào hào thử. Chiều cao cặp số 2 này nó 60. Cái hoành nó 13,5. Này nó nguyên cái cụm đế. Hạo gì đi. 86. Cây này cũng đều đều thôi ha. Cân đối không ạ? Dạ. Này nó chiều cao nó 55. Cái hoành thú này nó 17. Cặp số 2 này giá như anh. Thì cũng chiều 8 đều đi. 8 luôn nha bà con. Dạ. Rồi, và ship toàn quốc luôn. Cặp số 3. Số 3 này chiều cao nó 21. Cái eo vị trí này nó 20. Cây này chiều cao của nó 23. Cái eo vị trí này 17. Rồi cặp số 3 này em cũng giao lưu giá 1,8 triệu luôn. Cặp số 4. Này chỉ bán cặp thôi ha anh. Dạ. Nhưng bán cặp anh ơi. Dạ chiều cao cặp số 4 này nó 29. Vị trí chỗ cái eo nhỏ này đi. 12,5. Vị trí này nó 19. Chiều cao này nó 30. Vị trí này nó 13. Rồi cặp số 4 này cũng giá 1,8 triệu luôn. Rồi cặp số 4 giá 1,8 triệu luôn. Bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Cặp số 5. Mỗi cây hướng. Cặp số 5. Lựa cũng cân đối tương xứng không à.
Cặp số 5 này chiều cao nó 32. Bề hoành vị trí này nó 18. Cây này chiều cao nó 30. Bề hoành vị trí này nó 15 rưỡi. Rồi cặp số 5 này em cũng giao lưu giá 1.8 triệu luôn. Cặp số 6. Cặp số 6. Sao này con cây này quá trời vô đấy. Rồi cặp số 6 này chiều cao có nó 54. Hoành ở vị trí này đó 15. Cái này chiều cao nó 44. Hai cái này ngang nhau mà sao 5444 được, chắc lộn quá. Bề hoành có nó 17. Thôi mình đo hào lại thử đi. Thấy nó cũng bằng bằng nhau. Ở bằng nhau, 44 luôn. Bằng nhau các bà con. Chiều cao. Rồi, cặp thứ 6 này cũng đồng giá 1.8 triệu luôn. Rồi, 1.8 triệu luôn. Này giảo không nha bà con, về cô bác về khỏi cần ghép gì hết nha. Đây là sao nó ne ra ngoài quá. Đây đi. Rồi cặp số 7. Chiều cao của nó 29. Để hoành cái vị trí này nó 19 hơn. Cái này bề cao của nó 45. Hoành vị trí này nó 18 rưỡi. Rồi cặp số 7 này em cũng giao lưu giá 1.8 triệu luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Đấy cậu. Cặp số 8. Số 8 cây này nó xù nghe bà con. Như mới bứng có 4-5 ngày mà ra lát cực mạnh luôn. Chiều cao nó 46. Ở vị trí này nó sát eo này 16 rưỡi. Cây này chiều cao nó 42. Vị trí này nó 18. Rồi cặp số 8 này em cũng giao lưu giá 1.8 triệu luôn. Có đại đây luôn đi. Cặp số 9. Cặp số 9 này chiều cao nó 34. Bề hoành vị trí này nó 16. Cây bên đây cũng 34 luôn. Hoành vị trí này nó 15. Rồi cặp số 9 này em cũng giao lưu giá 1.8 triệu luôn. Hai cây nữa hết rồi. Còn kế tiếp đó. Kế tiếp đó con. Cặp số 10. Số 10 này nó hơi lẻ, cây thấp cây cao. Cây bên đây có bồ đế của nó quái. Chiều cao cái cặp số 10 này nó 43. Bề hoành vị trí này nó 16 rưỡi. Cây này chiều cao của nó 15. Bề hoành vị trí này nó 12. Rồi cặp này em giao lưu giá 1 triệu. Đang tiền chưa?
cây số 11, cây Mỹ Hồng. Cây Mỹ Hồng này bồ đế đều bon à? Cho chiều cao chứ. Dạ, chiều cao nó 76. Cái hoành vị trí này đi ha. 10. Vị trí này nó 7,5. Mình được cái bồ đế cây này nó tròn vo, về các bà con bẻ bồ tàn này ra. Cây số 10 này Mỹ Hồng này em giao lưu giá 2 triệu. Với cái chậu này là lành tích luôn. Cái chậu này em giao lưu với cái chậu này là 1,5 triệu. Không có găng nứt gì hết. Vậy là chậu với cây luôn là 3,5 triệu anh. Dạ. Bà con mua cây không cũng được, mua chậu không cũng được. Số 12, cây trăng vàng lá chung. Dạ, chiều cao cây trăng vàng lá chung này nó 33. Ở vị trí một thân này nó 19,5. Hai thân này nó vô đây nó 25. Với cái nhánh trăng vàng lá chung này em giao lưu giá 2,5 triệu. Cái chậu thì sao anh? Dạ bỏ chậu lại. Dạ, bỏ bầu ha. Dạ, đây là cũng cây trăng vàng lá chung. Cây này đế cũng ít mà đều cộng lực. Dạ, cây trăng vàng lá chung này chiều cao của nó 35. Thân đại diện chỗ này nó 13,5. Cái cụm eo này bự à, 25,5, 25 thôi. Thôi vậy được rồi. Cái số 13 này em giao lưu giá 3 triệu. Tờ ừ. Nhẹ con voi này, voi số 14 này để em đo chiều cao nó, chiều cao của nó là 57, bề mặt của nó là nó 27, tổng chiều dài của con voi nó 54. Con voi lá thiêu này nó có cái vị trí này nó mẻ nè anh. Dạ đây nè, bằng ngón tay em nè, chứ còn ngoài ra là lành tích hết, không có găng nứt gì hết á, chỉ có cái mẻ đó thôi. Dạ. Còn voi số 14 này em giao lưu giá 3 triệu. Bao ship cho bà con luôn. Giá 3 triệu nha bà con. Rồi cuối cùng là 15. Bức tranh. Thì này không biết gỗ gì nhưng em mua được của nhà vườn, em cũng ai thấy hợp nhãn thì em cũng bán lại. Này bằng gỗ vậy anh? Dạ bằng gỗ. Tổng chiều cao của nó 36. Bề ngang nó 40. Dạ bức tranh này nó hai con cá chép. Cái chính giữa là chữ Phúc của Tư Pháp. Em giao lưu giá 1,5 triệu. Bức tranh cuối clip. Rồi, giá 1,5 triệu nha bà con. Dạ. Rồi, mình chào bà con luôn mình ấy. Dạ cũng rất cảm ơn bà con ủng hộ nhiệt tình những cái clip trong suốt thời gian qua. Clip ra kế tiếp này cũng rất mong bà con nhiệt tình ủng hộ. Dạ em xin chân thành cảm ơn. Dạ, chào mình luôn. Rồi cho anh là TK Bonsai xin cảm ơn bà con cô bác đã xem. Nếu mình đã ghi cái nào thì mình alo cho mình giao lưu nha bà con. Rồi xin chào và hẹn gặp lại bà con vào video lần sau.